Và rất vui khi được gặp gỡ tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Cho Phép Được Yêu. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media cùng với sự đồng hành của nhà tài trợ Sam Heavy, hỗ trợ địa chỉ phim Xoan và đặc biệt là nhà tài trợ chính nhãn hàng Sum Goodly giúp phòng và đào thải độc tố chì do tiếp xúc với môi trường và thực phẩm ô nhiễm. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng nhau chào đón nữ chính của chúng tôi, đó chính là cô nàng Kim Chi. Xin chào Kim Chi. Xin chào anh. Đọc được thông tin của bạn, tôi rất bất ngờ khi mà hai chúng ta bằng tuổi nhau. Nhưng mà Kim Chi, ôi, trẻ hơn tuổi của mình rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh. Đến với chương trình này thì chúng ta sẽ phải hoàn toàn tôn trọng vào quyết định cuối cùng của người thân trong gia đình. Thì không biết mọi việc trong cuộc sống bạn có tham khảo ý kiến của mọi người trong gia đình của mình hay không? Vâng, ban đầu ở lứa tuổi mà còn thanh thiếu niên thì tất nhiên vẫn bướng bỉnh. Tuy nhiên khi tham gia chương trình Cho Phép Được Yêu thì chị nghĩ rằng mình sẽ có một trải nghiệm mới hơn để lắng nghe nhiều hơn ý kiến của những người thân về một mối quan hệ của mình, thay vì từ trước tới giờ thì mình khá là chủ động trong việc lựa chọn đối tượng của mình. Mình muốn có một góc nhìn mới và một trải nghiệm mới. Ngày hôm nay bạn cùng đồng hành với những ai ạ? Ngày hôm nay thì Kim Chi đồng hành với ba người thân. Xin mời sự xuất hiện của ba thành viên trong gia đình của Kim Chi. Xin kính mời. Con xin kính chào cả nhà mình ạ. Dạ xin chào anh. Dạ chào chị. Dạ xin mời bạn giới thiệu các thành viên trong gia đình của mình ạ. Người đầu tiên thì mình xin phép được giới thiệu, đó là mẹ ruột của mình, cô Thúy Anh. Và người tiếp theo là một người mẹ thứ hai mà mọi người hay gọi là mẹ kế, mẹ Bích Thủy. Chào chương trình. Và một người bạn đồng hành với mình có thể nói là từ thuở nhỏ cho tới hiện giờ, chị họ của mình Kim Thủy. Thật sự rất bất ngờ khi ngày hôm nay có sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật đặc biệt đối với cuộc đời của Kim Chi. Bên cạnh đó là sự song hành của mẹ ruột lẫn mẹ kế của bạn. Kim Chi là một người rất may mắn khi có được tình yêu to lớn của cả hai người mẹ luôn. Con không biết là bình thường hai mẹ có hay tâm sự và chia sẻ với nhau không ạ? Rất nhiều lần chúng tôi đã tâm sự, ăn cơm chung, rồi uống cà phê chung và hàng huyên trò chuyện. Nhưng mà cái tình yêu lớn nhất là tất cả dành cho Kim Chi. Quá ngưỡng mộ đi à. Nhưng mà thường á, những cái mối quan hệ bước thêm bước nữa, người trước người sau, nó sẽ dẫn đến một số cái xích mích và mâu thuẫn, hoặc là những cái nghi ngại. Đằng này gia đình mình rất đoàn kết, rất thông cảm, rất thấu hiểu nhau. Tại sao có một cái động lực to lớn như vậy ạ? Đối với cô á, thì cô thấy rằng mình sống, mình cứ cho tình thương thì mình sẽ nhận lại được cái tình thương đó. Dạ. Kim Chi đã qua sống với nhà cô 18 năm rồi. 18 năm? 18 năm. Ngần ấy thời gian thì cái tình cảm của chúng tôi cũng rất là gắn bó với thương nhau, thì mẹ Thúy Anh cũng phải có tình thương với tôi. Dạ. Tại vì cái đó là cái quy luật. Mà mẹ Thủy có con riêng với bác trai không ạ? Có. Có luôn mà cũng yêu thương bằng nhau hết. Dạ. Yeah. Đó, thật sự con rất ngưỡng mộ. Tại sao vậy ạ? Vì tại vì tôi thương ba Kim Chi. Và đó cũng là lý do khiến cho mẹ ruột là cô Thúy Anh cũng dành những sự tôn trọng của mình dành cho mẹ kế là cô Thủy. Còn trong khoảng thời gian 18 năm đó, không biết hoàn cảnh như thế nào mà mẹ Thúy Anh không thể ở bên cạnh để chăm sóc nhiều cho Kim Chi? Tại vì em đó học đại học. Dạ. Thì cái sự tài trợ của bố lớn hơn của mẹ. Dạ vâng ạ. Nhưng mà em vẫn về chơi với mẹ ngày thứ bảy và chủ nhật. À. Chi chia sẻ thêm một chút xíu. Đối với Chi á, thì ba là một người bạn đồng hành trên con đường sự nghiệp. Ba rất là nghiêm khắc, tuy nhiên Chi rất tự hào về ông. Thì đó là lý do tại sao Chi phải tạm xa mẹ để qua ở với ba và cô mà bây giờ Chi gọi là mama. Dạ vâng. Chi cũng thương ba và Chi cũng quan tâm, muốn biết rằng thực sự cuộc sống của ba như thế nào. Vì vậy cho nên Chi quyết định thời đó là Chi đi lại lại. Và lúc đó thì mẹ có các chị ở bên cạnh, Chi còn hai chị gái nữa hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Thì mình tạm chia như vậy. Yeah. Thật sự rất tuyệt vời. Mình nghĩ là mình là một người khá là may mắn khi có những trải nghiệm rất đặc biệt và hạnh phúc. Và đương nhiên chúng ta đều mong muốn Kim Chi sẽ tìm một tấm chồng thật là xứng đáng với cô ấy. Và bây giờ để tổng hợp tất cả những ý kiến của các thành viên thì chúng ta cần một người đội trưởng để có thể đưa ra được quyết định cuối cùng. Không biết là trong số 3 người đẹp đây thì chúng ta sẽ chọn ai ạ? Theo tinh thần tình thương và lòng mến, cô xin trao quyền đó cho mẹ Bích Thủy. À, như vậy là mama của Kim Chi sẽ là người quyết định cuối cùng sau khi đã lắng nghe những ý kiến của mọi người. Chúc cho Kim Chi ngày hôm nay thật là hạnh phúc nha. Xin cảm ơn anh. Và bây giờ xin mời quý vị đến với những không gian mới hơn của Cho Phép Được Yêu. Hiện tại Hoàng Đáp ơi đang ngồi tại khu vực của
người thân. Còn Kim Chi đang ngồi cạnh anh Tú, và không biết là anh Tú thấy bối rối trước nét đẹp của Kim Chi không ạ? Phải nói là chị Kim Chi quá xinh đẹp, đúng như cái tên Kim Chi như ở Hàn Quốc mới về. Như vậy thì anh Tú cảm nhận là liệu rằng cô ấy có kiểm soát được cảm xúc của mình khi sắp sửa phải đối diện và gặp gỡ với khá nhiều ứng viên sáng giá, điển trai và thành đạt không ạ? Thật sự thì em thấy là chị Kim Chi có một cái cá tính rất là mạnh mẽ, nhưng mà những người mà mang cá tính mạnh mẽ thường là bên trong yếu đuối. Nhưng mà không sao, yếu đuối thế nào, đã có một bờ vai vững chắc của anh Tú đây đó. Mong là Tú sẽ hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Và bây giờ xin mời cả nhà mình cùng với tất cả quý vị khán giả sẽ gặp gỡ ứng viên đầu tiên, Tiến Đạt. Xin mời. Chào Tiến Đạt. Vâng, xin chào anh. Xin gửi lời chào trân trọng nhất đến ba người nhà của Kim Chi ạ. Qua ngoại hình của Tiến Đạt thì không biết là từng thành viên có phần nhận xét ra sao ạ? Đẹp trai ạ. Dạ, trước mắt thì mình thấy anh trai này rất là chững chạc. Cô nghĩ là cái chiều cao không biết là có bằng hay là có vượt qua Kim Chi hay được hay không. Dạ. Cho nên là cô thấy có một sự chênh lệch. Còn gương mặt của cháu rất là điển trai. Dạ. Cô tiết lộ chút xíu chiều cao cụ thể chính xác của Kim Chi là mét mấy cô? Kim Chi 1m68 mà chị không biết đúng không? Đúng chị. 65. 65 thôi. 65. Tại vì cô thấy nhiều khi nó cao quá là do nó mang rất cao. Dạ. Và bây giờ xin mời bạn Tiến Đạt hãy giới thiệu đôi nét về bản thân mình, đặc biệt là số đo 3 vòng cùng với chiều cao của mình ạ. Em tên đầy đủ là Nguyễn Tiến Đạt, sinh ra và lớn lên ở Hà Nam và sau đó thì học tập và lập nghiệp tại Hà Nội. Con thì là sinh năm 1987, cân nặng là 53kg và chiều cao là 1m64. Chàng trai này đến từ Hà Nam thì liệu rằng cái văn hóa về vùng miền nó có ảnh hưởng quá nhiều về cái lựa chọn hạnh phúc hay là cái cự ly để xây dựng tổ ấm không ạ? Cô không nghĩ là vậy, tại vì cô nghĩ là duyên phận. Dạ. Nhìn chung anh Tiến Đạt phải không? Gương mặt rất sáng sân khấu. Ôi, sáng sân khấu luôn. Như một nghệ sĩ. Theo mẹ Kim Chi là em có thể thành diễn viên, ngón chân vào showbiz. Hợp lý. Xin được hỏi tiếp là cháu Tiến Đạt sự nghiệp như thế nào rồi ạ? Con lên Hà Nội học 2 bằng đại học xong thì con có làm ở Đài Truyền hình Việt Nam một thời gian. Sau đó có ra làm công ty ngoài, làm giám đốc marketing của Arena Multimedia, đào tạo về thiết kế đồ họa. Sau thời gian 2 năm ở đó thì con thấy là mình sẽ phải có một cái tương lai riêng cho mình. Và con đã nghĩ là sẽ mở một cái doanh nghiệp tư nhân riêng. Và sau đó thì con chọn một cái lĩnh vực là ngành nghề gia đình. Có nghĩa là hai anh trai đều làm tóc, vì vậy là con mở một tiệm tóc. Nhưng con không làm, mình áp dụng cái mô hình kinh doanh và quá trình kinh nghiệm mình làm vào cái đứa con tinh thần của mình, đó là cái nghề tóc ạ. Cô xin hỏi Tiến Đạt là gia đình Tiến Đạt thì bố mẹ đang ở đâu và anh em của Tiến Đạt được mấy người? Bố mẹ con thì đang ở Hà Nam. Gia đình của con có 4 anh chị em và con là út. Chị đầu là sinh năm 1972 thì hiện tại là gia đình chị đang ở sinh sống bên Séc ạ. Anh tiếp theo là sinh năm 1975 thì anh cũng lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và lấy vợ ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng được 30 năm nay rồi ạ. Anh tiếp theo là sinh năm 78 thì là ở Hà Nội ạ. Và con này út thì chưa có lập gia đình. Thí dụ như mà Tiến Đạt có được cho phép kết thân với lại Kim Chi, không biết cưới dâu miền Nam có hợp với lại gia đình người Bắc của Tiến Đạt hay không? Nhà con thì có anh trai là hơn con một giáp cũng đã lấy vợ ở trong Nam này. Có nghĩa là bố mẹ con là đã có nàng dâu ở trong Nam rồi. Bố mẹ con rất là thoải mái, không có phân biệt là con dâu đến từ vùng miền nào, không có xem là tuổi của con dâu là có phải hợp với con trai mình hay không, hoặc con trai mình phải lấy tuổi nào. Còn mẹ của con thì con luôn tự hào là mẹ con rất là hiền như một nàng tấm. Mà con nghĩ là hiếm mà kiếm được một người mẹ chồng nào mà thoải mái mà hiền như mẹ con ạ. Trời ơi, tưởng ba người mẹ ngồi chung với nhau thành bộ bao hoàn hảo luôn đấy ạ. Một cái gia đình miền Bắc mà không chú trọng là hả con dâu mình là tuổi nào có hợp với con trai mình không, chị có tin không? Hơi lạ đó. Hơi lạ đúng không chị? Kim Chi sinh trước Tiến Đạt 3 năm. Kim Chi lớn tuổi hơn Tiến Đạt. Tiến Đạt có suy nghĩ gì không? Quan trọng là tính cách có hợp nhau hay không, chứ không phải là tuổi tác hoặc là ngoại hình hay là chiều cao cân nặng gì cả. Mà cái gì mà nó perfect quá chị cũng... Từ từ đấy coi. Chị cũng lo lắng. Hiện tại bây giờ cái nguồn thu nhập của con có tốt hay không? Và hiện tại bây giờ người ta nói theo ông bà nói là của dành của để của con đó có
Được chừng nào? Về kinh tế, tuổi 27, con mua được nhà ở Hà Nội. Làm được lại nhà ở quê cho bố mẹ. Wow. Và có một cái hệ thống cắt tóc nam với 6 cơ sở trên 3 thành phố lớn đó, là Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Tuyệt vời. Nếu mà trừ hết những cái khoản về nhân công, về mặt bằng tất cả thì cũng dư ra khoảng hơn 100 triệu trên một cửa hàng ạ. Wow, và 6 cửa hàng thì ôi trời ơi, hơn nửa tỷ mỗi tháng. Thì theo chị, cái mức thu nhập nó có cao không? Mức thu nhập này là khá cao. Tuy nhiên, đó cũng có thể là một con số target đó, là một con số anh đạt mục tiêu. Còn số thật thì chắc từ từ tìm hiểu rồi mình sẽ biết. Mình phải tìm hiểu rồi mình sẽ kiểm chứng. Đúng rồi. Sau này làm vợ chồng rồi. Tiền của anh hả? Được đây. Là mình biết liền hả? Không có đâu, để chung. Ồ, để coi. Tiền của anh là của em. Ủa? Mà tiền của em vẫn là của em. Yeah, yeah. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chào đón sự xuất hiện của ứng cử viên tiếp theo. Ui trà. Ôi. Xin chào thầy cô, em chào chị và chào anh Hoàng Rapper. Xin chào bạn Văn Thông, đây chính là chàng trai tiếp theo, một ngoại hình khác hẳn hoàn toàn so với ứng viên đầu tiên. Bây giờ cả nhà mình tưởng tượng xem nếu mà Kim Chi đứng bên cạnh có hợp không ạ? Chắc phải duyệt thôi. Phải duyệt thôi, về ngoại hình là phải duyệt thôi. Về chiều cao cũng như là dốc dáng thì rất xứng. Và bây giờ bạn sẽ tự giới thiệu về bản thân mình để cho gia đình của Kim Chi hiểu rõ hơn ạ. Dạ, con xin tự giới thiệu với hai cô và với chị. Con tên là Văn Thông, sinh năm 87. Hiện tại đang làm huấn luyện viên cá nhân gym fitness, huấn luyện viên bơi lội và bóng rổ. Tuyệt quá. Dạ. Với cái ngoại hình đẹp, gương mặt sáng, nụ cười rất là duyên trai vậy, thì không biết là chuyện tình cảm trước đây Văn Thông có đắc mèo không ạ? Mẹ, đắc mèo là gì mẹ? Đắc mèo là nhiều cô đào, nhiều người thương, nhiều bạn gái đó. Dạ, đến hiện tại bây giờ thì con có 2 mối tình. Hiện tại hả? Không phải, bạn lúng túng rồi. Tính đến thời điểm hiện tại. Dạ, tính đến thời điểm hiện tại thì con đã trải qua 2 mối tình. Mối tình lâu nhất là 3 năm và mối tình gần nhất là 1 năm. Mối tình đổ vỡ là do công việc của con đi làm gặp ra rất là nhiều các cô gái. Nên là người yêu thì có tính hay ghen. Ghen là phải rồi, bảnh quá mà chăm sóc sức khỏe cho các chị em mà. Kim Thủy ơi, Chi có tính hay ghen không? Chi hả? Chắc cũng ghen nhầm á. Ghen mà ghen nhầm á, cái đó mới sợ đó. Thà ghen bộc phát đi người ta còn đỡ kịp. Không biết là hai mẹ có để ý không, nhìn phong cách có vẻ quân đội ha. Dạ. Ba của Chi cũng từng quân đội. Bạn chọn cái bộ này không biết có sự giao thoa hay gắn kết gì không? Em thích kiểu phong cách quân đội. Bởi vì trong quân đội thì mình được giáo dục một cách toàn diện, rất là có kỷ luật, kỷ cương. Mà gia đình của con có liên quan gì tới bên quân ngũ không? Dạ không. Có phải một điểm cộng so với ba Chi hả? Cách ăn nói của Văn Thông thì cô cũng cảm nhận được thấy là Văn Thông rất là thật thà. Nhưng mà cô cũng rất là nghi ngờ, cô sợ là Văn Thông hào hoa. Tự nhiên cái cảm giác cô nghĩ vậy thôi, chứ còn thực tế thì cô không biết. Dạ, thực tế là do là con dành thời gian quá nhiều vào công việc. Phụ nữ thì ai cũng muốn được chiều chuộng, ai cũng muốn được người yêu dẫn đi đây đi đó cho bằng bạn bằng bè. Nhưng mà với thời gian công việc của con quá nhiều nên là con cần một người phụ nữ hiểu mình hơn. Bởi vì trong thời gian này thì con lo cho sự nghiệp của mình hơn. Con xin làm nhân chứng sống cho việc này. Văn Thông là một chàng trai rất là chân thành và hiện tại vẫn đang độc thân. Cho cô hỏi thêm, với cái độ tuổi này thì Văn Thông có suy nghĩ là tới năm nào mình sẽ lập gia đình, là xây dựng cái tổ ấm? Dạ, đến tuổi này thì con cũng đã nghĩ đến chuyện lập gia đình. Bởi vì con muốn sau một thời gian vất vả đi làm ở ngoài thì có người chờ mình ở nhà. Kim Chi của cô á là cá tính rất là mạnh mẽ nhưng mà không có thích nội trợ. Không à, trời ơi, cố mà. Thì tại sao vậy? Tại sao? Mỗi người như vậy thì đối với Văn Thông có phù hợp không? Con cũng biết nấu ăn và có thể là nấu ăn rất là tốt. Cho nên là con không nghĩ là công việc nhà dành riêng cho một người. Cảm ơn Văn Thông. Còn với Kim Thủy, bạn cảm nhận anh chàng này phù hợp nhất chưa? Thật ra nhìn về ngoại hình thì có vẻ phù hợp với Chi. Nhưng mà không biết bạn nhút nhát thật hay là lên đây bạn run. Chi là mùi rất là mạnh mẽ, không biết có thể hài hòa được hay không. Sao hai cũng nói tôi mạnh mẽ, tôi đâu có mạnh mẽ gì đâu, tôi cũng bánh bèo chứ bộ. Thì bên trong bánh bèo, bên ngoài mạnh mẽ. Bởi vậy phụ nữ bây giờ đa số là gì? Ví dụ hai bạn trở thành nguyên hương gì đó thì Thông phải cắt cái đuôi gì đó không để mà chung thủy với Kim Chi. Nghĩa là đa tình đó, nhiều khi có nhiều con quay quanh. Chắc chắn là có, nhưng mà cái đuôi bé o phía sau là không biết dài hay ngắn thôi. Bảo đảm luôn sẽ có nhiều cô gái theo đuổi bạn mà bạn không biết đó. Rồi,
rồi. Câu này hay quá trời. Phụ huynh hỏi vòng vòng cũng ra được rồi. Chắc lấy kéo cắt quá. Có ai nào mà cắt. Không biết ai luôn, thành thật lắm. Hay lo lắng cho anh này quá. Cái mối quan tâm của gia đình là hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó thì nó phải được đảm bảo bằng nhiều cách. Tuy nhiên chị cũng là doanh nhân á, cho nên mình muốn một cái người đồng hành với mình. Không để hiểu biết, mình hơn. Đúng, để hiểu mình hơn. Mình có thể xây dựng cho ảnh, ngược lại anh cũng có thể đóng góp xây dựng cho mình. Chứ không cần thế phải là mỗi người làm một chuyện hay như thế nào. Thì cái đó cũng là điều chị đáng quan tâm. Thôi mình đợi đi. Okay. Đợi người thứ ba. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của ứng viên cuối cùng trong vòng 1. Xin mời. Xin chào bạn Ngọc Bình. Dạ em xin chào hai cô, em chào chị, em chào anh Hoàng rapper. Các cô cảm nhận như thế nào về ngoại hình của anh chàng này? Trước mắt thì cô thấy giống như một nhân viên văn phòng khá chỉnh chu. Dạ. Nhìn mặt bạn thì cũng có vẻ hiền lành. Dạ. Bình ơi, mình có thể giới thiệu đôi chút thông tin về mình để cho gia đình bên đây hiểu rõ hơn được không ạ? Dạ, con xin phép giới thiệu hai cô và chị ở đây. Con tên là Ngọc Bình, năm nay con 34 tuổi. Con hiện là làm nghề xăm tattoo và phụ bán hoa cho chị nữa. Con đã từng có gia đình rồi. Tự khai luôn. Có một bé gái 12 tuổi và bé gái đang ở chung với con à. Con đã ly dị với vợ nay là khoảng 5 năm. Và hiện tại bạn gà trống nuôi con. Dạ đúng rồi, gà trống nuôi con. Cô Thúy Anh có thấy bất ngờ với thông tin này không ạ? Cô thấy chuyện đó là hết sức bình thường. Và có thể cảm thông được. Dạ, cho cô xin đặt câu hỏi là giữa công chúa bé nhỏ ở nhà với lại một người bạn gái hướng tới việc lập gia đình thì có sự yêu thương chênh lệch giữa hai nhân vật nữ đó hay không? Trước đây con cũng có suy nghĩ về cái việc này, nhưng mà bây giờ con của con cũng lớn, có lẽ cũng đã hiểu được và con cũng muốn bước tiếp một bước. Nếu mà con đã có một người bạn gái thì con cũng sẽ yêu thương, chứ không có gì chia sẻ tình cảm của con gái mà đối xử không tốt với người bạn gái. Có bao giờ bạn nghĩ đến một tình cảm rất đặc biệt giống như là gia đình của Kim Chi hay không ạ? Khi mẹ ruột và mẹ kế cùng nắm tay nhau dành sự yêu thương cho cô con gái là Kim Chi. Em cũng có nghĩ là như vậy à. Tại vì mẹ của con gái em cũng thường tới lui thăm con, nhưng mà cũng đã bước tiếp một bước nữa rồi. Nói chung là cũng dễ dãi chứ không có phải khó khăn gì hết. Bạn nghĩ cô gái ở độ tuổi bao nhiêu sẽ đủ sức để thông cảm với bạn với hoàn cảnh đặc biệt như vậy? Dạ em nghĩ nếu mà quen một cô gái khoảng chừng tầm 28 đến khoảng 32-33 tuổi là độ tuổi của Kim Chi đúng không ạ? Dạ em nghĩ là vậy. Thu nhập hàng tháng trung bình bao nhiêu ạ? Trung bình hàng tháng của con vừa làm xăm với lại vừa phụ chị bán hoa là tầm khoảng từ 10 triệu đến có khi đến 20 triệu. Cái quan trọng là vẫn đảm bảo được cho cuộc sống và sinh hoạt của con của mình đúng không ạ? Dạ đúng rồi, vẫn đảm bảo được ạ. À. Cô xin hỏi thêm là cháu có nhà riêng chưa? Dạ, ở chung với ông bà nội nhưng mà hai cha con có một cái nhà nhỏ riêng kế bên đó. Bạn đã trải qua một lần rồi thì không biết tiêu chí và cái nguyên tắc đối với người phụ nữ tiếp theo của bạn là gì thôi? Cái nguyên tắc, cái tiêu chí của người phụ nữ tiếp theo là hiểu chồng hơn và thương yêu gia đình. Còn với cái vấn đề mà làm tài chánh để kiếm thêm bên ngoài thì cũng không quan trọng lắm. Như vậy mục tiêu của bạn là muốn người phụ nữ của mình hướng nội nhiều hơn? Cái đó thì cũng tùy, nếu mà người phụ nữ đó thích như thế nào thì em cũng có thể là chiều theo như vậy. Vậy tại hả? Vì việc nội trợ ở nhà em vẫn làm được, em vẫn làm tốt. Ồ. Thôi dạo này đàn ông ai cũng nội trợ được hết vậy? Đúng rồi, em vậy mà. Bây giờ sẽ là sự quyết định của gia đình Kim Chi khi họ sẽ phải nói lời tạm biệt với một chàng trai. Tiến Đạt, Văn Thông hay Ngọc Bình đây? Chàng trai mà gia đình tôi rất tiếc để nói lời chia tay là... Cảm ơn Ngọc Bình đã đến với Cho Phép Được Yêu. Thật đáng tiếc khi chúng tôi phải nói lời tạm biệt với bạn.
dù phải nói lời tạm biệt nhau, nhưng tôi tin Ngọc Minh sẽ luôn luôn là một người cha vĩ đại đối với con của mình. Và chắc chắn là Ngọc Minh cũng sẽ muốn chia sẻ cảm xúc của mình ngay bây giờ đúng không ạ? Em đây thì cũng muốn tìm một nửa của mình, không được thì cũng xem Kim Chi như là bạn. Xin mời quý vị đến với vòng gặp gỡ tiếp theo. Đây chính là cuộc hẹn hò riêng tư của Kim Chi với từng ứng viên Tiến Đạt và Văn Thông. Chờ đón xem chàng trai nào sẽ có sự thể hiện tốt hơn để chinh phục được tình cảm đến từ gia đình của Kim Chi. Và ngay sau đây sẽ là cuộc hò hẹn giữa Kim Chi và Tiến Đạt. Xin mời quý vị. Anh lấy giờ lâu không? Dạ không hỏi lâu. Anh vừa đáp sân bay xuống từ ngoài Hà Nội vào là đến đón em luôn. Ngoài đó thời tiết hôm nay như thế nào anh? Ở ngoài đấy thì bây giờ đang thời tiết rất là mát mẻ. Anh vào trong đây có vẻ không thấy hợp lắm vì bây giờ ở trong Nam có vẻ đang rất nóng. Dạ đúng rồi, mấy ngày nay thì trời đang rất là nóng, hơi khó chịu một chút xíu. Nên không biết là tại vì thời tiết nóng hay là ngồi bên cạnh em anh thấy nóng hơn. Phong cách thời trang của anh Đạt cũng khá là trẻ trung, hiện đại. Ngoại hình của anh Đạt hơi nhỏ so với mình. Ban đầu mình cũng hơi ngại về chuyện đó. Công việc của anh ngoài đó như thế nào? Công việc của anh ở ngoài kia cũng rất là ổn. Anh cũng có một cái hệ thống tóc ở trong đây. Vì vậy là gặp em thì anh cũng muốn đưa em qua chỗ hệ thống cắt tóc của bên anh. Yeah. Để em kết qua về công việc của anh. Yeah. Cũng như là từ công việc em hiểu thêm về anh. Ngoại hình của Kim Chi thì khá là bắt mắt. Các chàng trai mà khi mà nhìn thấy Kim Chi thì đều siêu lòng thôi. Mẫu người phụ nữ mà anh thích là mẫu người phụ nữ như thế nào? Anh thích một người phụ nữ rất là đơn giản, biết quan tâm đến gia đình. Tại vì là anh cũng lớn tuổi rồi. Có nghĩa là anh đang cần một người phụ nữ thấu hiểu cho anh. Đúng rồi. Ở ngoài Bắc thì người ta luôn luôn có một cái câu phụ nữ thì là người xây tổ ấm. Đàn ông thì là... Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Ở nói này cái câu đấy đúng không? Biết, đúng rồi. Chắc là lúc đó tôi hơi bị run và kiểu e ngại. Là chị dâu của anh, còn anh đang cắt kia là anh Đông, là anh ruột của anh. Dạ em chào anh. Mời em ngồi nha. Đây là một trong những cái cửa hàng ở trong thành phố Hồ Chí Minh của hệ thống nhà anh. Mình muốn là Kim Chi hiểu rõ hơn về cái công việc của mình để làm sao hiểu nhau được nhiều hơn. Nhìn tóc của em ấy thì anh thấy là cần có một sự thay đổi. Em có đồng ý là để anh thay đổi điều đó không? Ok. Bước đầu tiên anh sẽ gội đầu cho em. Đã bao giờ em được con trai gội đầu chưa? Dạ chắc rất là hiếm khi. Hiếm khi đúng không? Dạ. Hôm nay trực tiếp anh sẽ gội đầu cho em. Wow. Ok. Ok. Thế nào? Có phê không? Lát nữa không biết con được tiền tip không chị? Này thấy sướng như này thì có muốn một người chồng như này không? Ngày nào cũng được gội đầu. À cũng thú vị chứ bộ. Thật sự rất là bất ngờ khi lần đầu tiên mình đến thăm cơ sở của anh làm việc. Và đặc biệt hơn nữa là anh tạo kiểu tóc cho mình rất là dễ thương. Ngay khi mà nhìn thấy em là anh đã có ý tưởng là tạo cho em một kiểu tóc khác rồi. Chắc chắn là sẽ xinh hơn như bây giờ rất là nhiều. Mình chăm sóc tóc cho cô ấy, Kim Chi khá là hài lòng và mình nghĩ là hai đứa sẽ có cơ hội để tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Theo anh cái sự khác biệt giữa văn hóa và mọi thứ thì nó như thế nào? Người con gái miền Bắc thì thường cam chịu hơn là con gái miền Nam, tại vì là ở ngoài đó thì cái văn hóa vùng miền nó khác ở trong đây. Hình như là chị dâu anh là người miền Nam phải không? Anh có được hai anh chị đó chia sẻ cái bí quyết gì để giữ gìn hạnh phúc không? Thực ra thì anh không phải là nghe chia sẻ mà anh cảm nhận được từ anh chị là sự đồng điệu với nhau. Anh trai anh cũng rất là chiều chị dâu, và chị dâu thì ngoài việc là chăm con với cả chăm chồng thì chị đối xử với cả gia đình nhà chồng rất ok. Anh cũng mong muốn là lấy được một người vợ trong Nam như vậy, như là anh trai của anh. Lần đầu gặp gỡ mà khi anh Đạt nói nhiều như vậy thì chắc ảnh muốn chi hiểu ảnh nhiều hơn và sẵn sàng cho một lần gặp gỡ tiếp theo. Cho anh hai bia. Mà vào trong đây ấy, là anh hay lựa chọn quán này ngồi này. Em thấy
quán này nó cũng có phong cách riêng ha. Anh muốn dẫn em đến đấy để em hiểu hơn về cái con người của anh. Bề ngoài của anh nhìn rất là văn phòng và công sở đúng không? Thực chất thì bên trong tâm hồn anh rất là trẻ trung. Thì anh Đạt dẫn Chi tới một cái quán mà anh hay ngồi. Cái style này là một trong những cái style mà Chi khá là thích, cảm thấy rất là dễ chịu. Và có thể nói rằng khi anh dẫn tới đây thì anh cũng có một điểm cộng. Anh thì cách đây 2-3 năm thì đã luôn luôn trong cái tâm thế là đã sẵn sàng để lập gia đình rồi. Tại vì tuổi mình cũng có rồi, kinh tế mình cũng có một chút cơ bản rồi. Một người đàn ông họ có một sự nghiệp tốt và kinh tế ổn định, tuy nhiên họ chưa có bạn gái. Mình không thắc mắc nhiều, bởi vì mình biết là những người như vậy đôi khi họ có những cái cá tính khác nhau. Có thể là họ đang tìm một người có sự đồng cảm với họ. Nếu mà lựa chọn lấy chồng ở gần nhà và lấy chồng ở xa như ngoài miền Bắc như anh ấy, thì em sẽ thích lấy chồng ở đâu? Khoảng cách địa lý giữa Hà Nội và Hồ Chí Minh mình sẽ thấy không có ngại, nhưng mà mình ngại giữa văn hóa của hai gia đình. Tất nhiên phụ huynh thì thích được ở gần con cái, nhưng đặc biệt là gia đình em thì rất là tôn trọng quyết định của các con. Quan trọng là em không có hạnh phúc hay không. Cái khoảng cách địa lý bây giờ nó cũng không quá xa, bởi vì bay thì cũng chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Theo em chia sẻ có nghĩa là anh sẽ có cơ hội đúng không? Mình không quan niệm là mình sẽ lấy gái người vùng miền như thế nào, tuổi tác ra sao. Quan trọng là hai người hợp nhau và sẽ tiến tới hôn nhân. Có đã từng quen cô gái nào mà cá tính là cũng hơi mạnh mẽ và khá là độc lập? Bạn bè thì chắc là anh gặp rồi. Mỗi một tính cách thì bao giờ cũng thế thôi, cũng sẽ có một điểm mạnh và điểm yếu. Phụ nữ mà người ta cá tính quá, đầu tiên là người ta sẽ khổ. Người phụ nữ mà yếu đuối sẽ được người đàn ông bên cạnh chở che. Em có một cái tính cách mà nó rắn quá hoặc là cá tính quá thì sẽ không được hưởng cái sự quan tâm nhiều từ cái người đàn ông bên cạnh mình. Mà tại sao mình phải gồng lên như vậy? Đúng rồi. Nhưng mà nếu lỡ như em hơi mạnh mẽ quá, hơi cá tính quá thì anh sẽ giúp em như thế nào? Có khi là anh phải chở xe ngược lại nhỉ? Một người cá tính cũng không có gì là sai cả, tại vì là mỗi người có một tính cách khác nhau. Nếu mà yêu xa thì anh nghĩ là có cái trở ngại nào cho anh không? Bây giờ mấy cái phương tiện truyền thông rất là mạnh mẽ, người ta gọi là thế giới phẳng rồi ấy, thì mọi khoảng cách nó gần như là không có nữa. Người ta còn yêu từ nước này nước kia, đi du học rồi rất là nhiều cách trở. Tại sao mình không yêu được nhau cho dù ngay ra nước đúng không? Nghĩ tới chuyện lâu dài với anh Đạt thì chưa có nghĩ lâu dài lắm, nhưng được phép của ba mẹ thì mình nghĩ mình sẽ tạo cơ hội cho anh Đạt. Và đó chính là cuộc gặp gỡ giữa Tiến Đạt và Kim Chi. Liên tục là những pha bật đèn xanh của Tiến Đạt để có thể chinh phục được tình cảm của cô ấy. Khi mà thấy hình ảnh bước xuống xe, Tiến Đạt lấy tay che cho Kim Chi, sợ là va đầu vào xe. Cô có cảm nhận như thế nào ạ? Quý ông này là một người rất là chu đáo, ga lăng với phụ nữ. Những cái cử chỉ đó rất là dễ thương và xuất phát từ cái lòng của Tiến Đạt đối với Kim Chi. Con cũng thấy rất là ấn tượng. Nhưng mà cô có sợ cái trường hợp là ban đầu á, mình quen nhau, mình chinh phục nhau á, thì mình cố gắng làm những điều đó để lấy lòng nhau, nhưng mà một thời gian dài sau á, liệu cái việc đó có được duy trì hay không? Với linh cảm của người phụ nữ thì cô dự đoán ra sao? Cô thấy là Tiến Đạt rất là lanh, khéo nói. Không biết cái lời đường mật này có bền vững theo cái thời gian không? Cô cũng có sự lo sợ 50% trong đó. Qua cái clip mới coi thì sự chăm sóc rồi về sự nghiệp, về các bạn đó nói chuyện thì thấy đã chinh phục được phần nào Chi rồi. À, thấy Chi rất là hài lòng đúng không ạ? Liệu rằng như vậy là đã đủ để chinh phục chưa? Hay còn phải thử thách thêm nữa? Thủy nghĩ cũng là 90% á. Wow, 90% luôn đó. Bởi vì Chi là một người cá tính mạnh và Chi thích, rất thích sự chăm sóc. Còn một cái mà Thủy rất băn khoăn là gia đình của bạn trai đó là người miền Bắc, thì không biết cái cá tính của Chi á, thì họ có chấp nhận, có hài hòa cuộc sống với nhau hay không? Ồ, Kim Thủy lại có một góc nhìn khác nữa. Và bây giờ chờ đón xem cuộc hẹn hò giữa Kim Chi cùng với Văn Thông sẽ ra sao đây. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Chào em. Sao nhà anh xa quá vậy, kiếm hoài không ra luôn. Em kiếm có mệt không?
Mệt. Nãy giờ anh làm vườn ở trong kia nên là không có biết em tới. Em đi vô đi. Ok. Nắng quá. Hình thể của Thông cũng là một phần nào hình mẫu của người đàn ông lý tưởng mà mình thích. Cách ăn mặc của Kim Chi rất là thoải mái và rất là nhẹ nhàng. Tổng thể cô ấy thì mình nhìn rất là ok, mình rất là thích. Ở đây là anh có một cái trang trại nuôi heo rừng ở phía đằng sau á. À. Tự cung tự cấp hết. Ra ở nhà này là anh tự trồng không á, không có phân bón cũng không có thuốc men cái gì hết. Bởi vì rau sạch đó hả? Đúng rồi. Những người tập gym thì luôn luôn quan tâm tới cái sức khỏe của mình thì không có ăn ở ngoài, anh tự nấu ăn luôn. Giỏi quá ha. Còn dân văn phòng tụi em thì tiện đâu ăn đó, cho nên đôi khi chế độ dinh dưỡng nó cũng hơi lúc này lúc kia. Hôm nay anh nấu ăn phải không? Đúng rồi, bữa nay em thích ăn món gì anh sẽ nấu cho. Món trứng chiên hay là mì gói? Món gì anh cũng nấu được, chỉ sợ là nó không có hợp khẩu vị với em thôi. Thông là một anh chàng trẻ trung, khỏe khoắn, biết lo cho sức khỏe của mình và đặc biệt là biết nấu ăn. Hình ảnh người đàn ông vào bếp nó rất là dễ thương. Công việc của anh thường thường bắt đầu từ lúc mấy giờ? Buổi sáng thì anh dậy khoảng 5 giờ sáng, xong rồi đánh răng, rửa mặt, làm đồ ăn sáng, ăn uống xong cái là 6 giờ là bắt đầu anh đi làm, 9 giờ tối mới được về. Công việc của anh có áp lực gì không? Khi gặp những học viên khó tính thì vì công việc mình cũng phải chiều theo họ một xíu, cho nên cũng rất là áp lực. Có bao giờ anh mang áp lực về nhà không? Khi mình về nhà thì anh để nó ở chỗ làm, bởi vì anh không muốn là mình chúc lên cho người khác. Công việc của em thì cũng hay gặp stress mà đôi khi cũng hay đem về nhà. Anh có cách nào để giúp em không? Công việc thì ai cũng có căng thẳng nhưng mà đem về nhà thì không tốt đâu. Nhiều lúc mình có con cái rồi mình về mình sẽ chúc lên nó thì điều đó là không tốt. Khi mà mình chia sẻ cái điều đó với Thông thì mình hy vọng là Thông nói à anh sẽ dẫn em đi chơi hoặc là anh sẽ dẫn em đi tập thể thao. Đôi khi có những cái chưa thể giải tỏa được ngay tại văn phòng thì mình về mình cần một bờ vai để mình tâm sự tỉ tê. Cuối tuần thì anh về đây chơi với bạn hay sao? Cuối tuần thì tụi anh hay tụ tập ở nhà. Có lai rai không? Có chứ. Anh thích uống sữa hơn uống bia. Một trong những điều mà Chi thấy anh chàng này khá thú vị là khi anh tự nhận và nói ra rằng là anh thích uống sữa hơn là uống bia. Thì điều này cho thấy là anh chàng này rất là thẳng thắn và chân tình. Điểm nào mà anh không thích ở một người bạn gái của anh? Anh không thích ở người bạn gái của mình dành quá nhiều thời gian cho cái công việc mà không lo cho gia đình. Nhiều lúc bạn gái của anh đi làm suốt ngày không thấy một cái tin nhắn nào nữa. Tính anh hay ghen á, cho nên là anh cũng rất lo, là anh cứ suy nghĩ là không biết cô này đi đâu, đi với ai. Nhiều lúc hỏi thì cô ấy cũng ngập ngừng đó, là đi với công ty nên là anh chỉ biết cái đó. Ghen cũng là một điều dễ thương chứ bộ. Tuy nhiên ghen thì cũng phải ở mức độ nào hợp lý. Trong một mối quan hệ thì mình sẽ chia sẻ thẳng quan điểm của mình như thế nào, chia sẻ thẳng công việc của mình như thế nào, và một khi đã yêu thương nhau, hiểu cho nhau thì mình nghĩ là cái phần ghen đó nó sẽ không là một cái gì nó quá lớn, mà nó chỉ là như một xíu gia vị cho tình yêu thôi. Khi anh chọn người bạn gái thì anh thích người bạn gái là nào? Anh thì thích những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, bởi vì những người con gái mới lớn họ thích nhõng nhẽo, họ thích đòi này đòi kia cho bằng được. Còn khi quen người phụ nữ lớn tuổi hơn thì họ đã biết được công việc của mình nó như thế nào, thì họ sẽ dễ dàng thông cảm cho nhau hơn. Đó cũng là một cái lý do chính đáng, bởi vì những người phụ nữ lớn tuổi hoặc là những người ở tuổi lứa tuổi Chi hiện giờ thì đã trải nghiệm nhiều về cuộc sống, về công việc. Những người độc thân lâu như tụi em hoặc là ở cỡ tụi em thì đúng là cái sự thấu hiểu là tụi em có. Cái sự đòi hỏi thì nó cũng sẽ ở mức chừng mực. Nhưng mà nhõng nhẽo là phụ nữ tuổi nào cũng nhõng nhẽo à nha, chứ không phải là tuổi... Thì họ chỉ thích nhõng nhẽo nằm trong cái giới hạn nào đó thì còn ok. Phụ nữ tuổi nào cũng thích được cưng à nha, cũng thích trà sữa, cũng thích lang thang, cũng thích này cái kia. Một khi đã yêu thì mình không có quan trọng vấn đề tuổi tác lắm. Quan trọng là hai người sống với nhau có hợp hay không. Nói chuyện nãy giờ cũng lâu rồi, thôi mình vô nấu ăn đi. Anh nấu chín nha, hay là em nấu chín? Em chỉ cần đứng kế bên thôi, còn nấu ăn thì cứ để anh lo. Mình cũng hơi bối rối á, tại vì mình vẫn thích cái sự tương tác nhiều hơn. Ví dụ như anh làm cái này, em phụ cái kia thì nó sẽ vui hơn. Anh thì thích nấu ăn, bởi vì anh không thích đi ăn ngoài. Anh ăn nhiều lắm, cho nên là ra ngoài quán anh đâu có được bao nhiêu đâu. Cho nên là tự nấu ăn, đúng rồi. Không đủ chắc thì tập luyện. Một ngày anh ăn như thế nào? Một ngày anh ăn 4 cử. Cứ cách khoảng 4 tiếng rưỡi là anh ăn một lần.
cũng khá giống như là tính của ba của mình, là thích ăn cơm ở nhà. Mình cũng hơi lo lắng là nếu như anh ấy rất thích ăn cơm ở nhà thì liệu trong cái thời điểm hiện tại mình đang tập trung cho sự nghiệp thì mình có thể nào chu toàn được cái đó. Nước của em nè. Cảm ơn anh. Ủa anh, hôm nay mình ăn không có cơm à? Anh quên nói cho em biết nữa, bữa nay là anh sẽ không có ăn tinh bột. Thì không, hay là anh quên nấu cơm rồi. Bữa nay là anh không có ăn tinh bột. Bởi vì ăn tinh bột nhiều thì không có tốt cho cái sức khỏe lắm. Cắt cơm mà còn biện hộ. Có thể là lần đầu tiên khi mà gặp nhau thì bối rối và có thể quên. Thì điều đó cũng trở thành một điểm dễ thương thôi. Em thấy nè. Hợp với Chi lắm á. Ăn nhiều rau xanh. Dạ. Thì khi nghe tới câu đó là mình bật cười. Mình biết rằng là nãy giờ ảnh nhìn mình là ảnh cũng chịu đựng lắm rồi. Với bản tính của người đàn ông này thì anh sẽ không gián tiếp chê đâu. Nhưng mà biết đâu ông cũng có nhắc nhở trong đó. Anh ăn xong rồi em rửa chén nha. Chứ anh không có rửa đâu. Ok. Bình thường thì em sẽ thích nấu ăn hơn rửa chén. Nhưng hôm nay anh đã nấu ăn rồi thì em sẽ rửa chén. Nhưng mà anh không có được bỏ đi đâu á nha. Anh phải đứng kế bên chơi á. Giống như hồi nãy anh nấu ăn em cũng đứng kế bên em phụ em chơi đó. Rồi ok. Ngay buổi đầu mà Thông đã rất là khẳng định là anh đã nấu ăn rồi và em rửa chén đi, thì mình nghĩ là người đàn ông này cũng là một người đàn ông khó tính, chất phác và thật thà. Cũng khó nói là phụ huynh mình có thích mẫu con rể như Thông không. Tuy nhiên một trong những điểm mà mình nghĩ phụ huynh mình sẽ cảm thấy an tâm là biết tự chăm sóc cho gia đình. Và đó chính là cuộc hò hẹn gặp mặt riêng tư của cô nàng Kim Chi cùng với Văn Thông. Và liên tục là những pha gật gù của bên nhà gái. Dường như có khá nhiều điểm chung của hai đôi trẻ này đúng không ạ? Cô cũng thấy là hai bạn có vẻ tâm đầu ý hợp ngay buổi gặp đầu tiên. Cô rất là thích Thông có cái vẻ rất là thật. Thì những điều Thông nói ra là cô tin tưởng về sao là có. Xem xong cái này á, rất là suy nghĩ nhiều về cái cậu trước và cậu này. Cân nhắc rất là nhiều. Chi là một người rất là thích thưởng thức và nếm các món ăn. Thì cậu này là người nấu nữa thì thật là khó cả hai á. Dạ vâng. Bạn này tính tập thật thà, Chi thì cá tính, có thể sự hòa hợp nó sẽ có. Bên cạnh đó, với cái việc mà Văn Thông suốt ngày nấu như vậy á, liệu là có tạo cái cảm giác ỷ y lại cho Kim Chi không? Chắc là không đâu. Thông rất khéo. Thay vì nói là em phải diet đi, em không tròn quá rồi, thì nói là em nên ăn rau xanh. Cái điều đó rất là vi diệu. Ngay sau đây sẽ là khoảnh khắc quyết định để chúng ta biết được rằng chàng trai nào xứng đáng để trở thành người yêu hay thậm chí là người chồng tương lai của Kim Chi với sự lựa chọn và quyết định đến từ gia đình của cô ấy. Và bây giờ xin mời Kim Chi hãy quay trở về đoàn viên đi nào. Rất vui khi được gặp gỡ lại Kim Chi. Trước tiên thì con muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến hai mẹ cũng như đến với người bạn rất là thân thương Kim Thủy. Mọi người đã dành thời gian và đã tiếp tục đồng hành với mình. Mình vô cùng tự hào và hạnh phúc khi có những người xung quanh rất là thương yêu mình và hiểu mình. Mình rất là cảm ơn chương trình Cho Phép Được Yêu đã tạo cơ hội cho bản thân Chi được hiểu thêm về gia đình mình, hiểu thêm tình yêu thương bấy lâu nay gia đình dành cho mình như thế nào. Chi rất là trân trọng điều đó và mình hy vọng với sự thấu hiểu của gia đình dành cho mình và cái nhìn nhận của gia đình dành cho đối phương thì mình sẽ có một mối quan hệ hạnh phúc và bước tới một bước tiếp theo cho cái gia đình nhỏ của mình. Chắc chắn trong lòng bạn cũng đã có sự lựa chọn của riêng mình, nhưng đến với chương trình này tất cả sẽ dựa vào sự quyết định của gia đình. Quyết định đó có trùng khớp với bạn hay không, chúng ta hãy chờ đón vào phút giây cuối cùng nhé. Cho mình chia sẻ một chút xíu là khi mình hẹn hò với lại hai ứng viên cũng mà gia đình đã chọn vào vòng tiếp theo đó, đúng là mình rất phân vân. Ngày hôm nay thì mình cũng rất là háo hức để coi là cái bài toán mà mình không giải được mình để gia đình giải như thế nào. Rất thú vị đúng không ạ? Và bây giờ thành viên đại diện cho gia đình của mình, người mẹ kế rất đáng kính của Bích Thủy sẽ thay mặt cho mọi người đưa ra quyết định cuối cùng. Chàng trai mà gia đình chúng tôi cho phép Kim Chi được yêu đó là
không? Rất là xứng đôi cùng với Kim Chi. Thật sự là chúng tôi thấy được rằng Kim Chi không giấu được niềm hạnh phúc của riêng mình. Khi mà gia đình Kim Chi không lựa chọn mình mà lựa chọn bạn cùng chơi thì cảm giác của mình lúc đầu cũng rất là buồn. Nhưng không sao, đó là một cuộc chơi mà, phải có người thắng người thua. Trong cuộc hẹn hò với Kim Chi thì mình nghĩ là gia đình của Kim Chi cũng sẽ thích mình thôi. Nhưng tại vì là bạn cùng chơi với mình, bạn ấy có rất là nhiều ưu điểm. Bạn ấy vừa to cao, có thể nấu nướng và quan tâm chăm sóc gia đình như vậy. Thì phụ huynh người ta sẽ lựa chọn cái người mà hơn mình rồi. Về ngoại hình và cái khoảng cách địa lý của mình thì đó là cái điểm trừ rất là lớn. Gia đình nhà Kim Chi không lựa chọn mình cũng là tất yếu. Mình xin gửi lời chúc đến cho Kim Chi cùng với cả người bạn mới sẽ có những cái buổi hẹn hò thật là lý thú, tìm hiểu nhau thật kỹ và có thể bước những bước đi thật xa hơn nữa. Và cũng mong cho mình là qua chương trình sẽ có nhiều người phụ nữ biết đến, và biết đâu qua chương trình này mình sẽ tìm được một người vợ tương lai đang xem chương trình. Kim Chi ơi, có đúng với những suy đoán hay là ước mong của bạn ngay từ đầu không ạ? Ban đầu mình có chia sẻ là rất là khó, cho nên mình cũng không có đoán gì hết. Mình để bài toán này hoàn toàn lại cho gia đình. Sự lựa chọn của gia đình là mình cũng bất ngờ. Thì mình hy vọng là với sự quyết định của gia đình thì anh phải thể hiện bản thân đúng những gì nãy giờ nói. Còn cảm giác của Văn Thông như thế nào? Cảm giác của lúc này là rất là vui và hạnh phúc khi được hai cô và chị cho phép được yêu. Con sẽ cố gắng làm cho Kim Chi luôn luôn được vui và hạnh phúc. Sẽ đem tất cả tình yêu thương của mình để dành cho Kim Chi. Trời ơi, đó phải là mãnh liệt dữ lắm, chân thành dữ lắm anh mới phát biểu được như vậy đó à. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ xin mời gia đình cùng lên chung vui với đôi trẻ với sự quay trở lại của MC Nguyễn Anh Tú. Hoài Đá Bơ và Anh Tú xin kính chúc cho gia đình mình mãi mãi hạnh phúc như vậy. Ngày hôm nay sẽ là một trong những kỷ niệm rất đẹp và hy vọng Văn Thông xứng đáng với sự lựa chọn của gia đình Kim Chi nhé. Kính thưa quý vị, kết nối những sợi dây yêu thương của các thành viên trong gia đình là sự cố gắng nỗ lực không ngừng của ban biên tập và những người thực hiện chương trình Cho Phép Được Yêu. Hy vọng tất cả quý vị khán giả sẽ luôn ủng hộ Cho Phép Được Yêu để chúng ta có thể lắng nghe ý kiến đến từ gia đình của mình trong vấn đề tình yêu. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media cùng với sự đồng hành của nhà tài trợ Sun Heavy hỗ trợ địa chỉ Vinh Xoan và đặc biệt là nhà tài trợ chính nhãn hàng Sun Goodly giúp phòng và đào thải độc tố chì. Và xin mời quý vị hãy cùng đón xem tập tiếp theo của Cho Phép Được Yêu được phát sóng vào lúc 21:30 thứ năm tuần sau trên kênh HTV7. Còn bây giờ anh Tú và Hoài Đáp Mơ cũng như là Văn Thông, chị Kim Chi và gia đình xin được chào và hẹn